Mới đây, bác sĩ Trần Quang Trung, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe của bác sĩ Hoàng Minh Lý, 29 tuổi, bị tấm kính rơi vào người ở quán cà phê đã có nhiều cải thiện. Hiện, các chức năng tim, phổi đã phục hồi nhiều so với lúc vào viện. Tuy nhiên, do đứt dây thần kinh tủy sống, nên chức năng đường tiết niệu, vận động hai chân chưa thể hồi phục hoàn toàn. Những ngày qua, bên cạnh việc điều trị, bác sĩ Lý cũng tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Dự kiến trong 1 đến 2 ngày tới, sau khi điều trị nội khoa ổn định, bác sĩ Lý sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 để tập phục hồi chức năng. Các bác sĩ cũng cho biết, hiện bác sĩ Lý chưa thể tự ngồi được, cần phải hỗ trợ phục hồi tập sớm để tránh dẫn tới teo cơ. Bệnh nhân cũng được các bác sĩ chuyên khoa lên phác đồ điều trị lâu dài. Bác sĩ Trung chia sẻ, bác sĩ Lý rất hiểu tình trạng của mình, dù khó hồi phục hoàn toàn, nhưng nữ bác sĩ khá lạc quan, tuân thủ phác đồ điều trị. Chăm sóc con gái kể từ sau vụ tai nạn hy hữu, bố bác sĩ Hoàng Minh Lý cho biết, thời gian qua, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, chia sẻ của các y bác sĩ và bạn bè người thân. Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho con gái. Gia đình hy vọng con sớm phục hồi để có thể trở lại với công việc phù hợp với sức khỏe. Trước đó nói về việc sắp xếp công việc cho bác sĩ Hoàng Minh Lý, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc bệnh viện ca cho biết, bệnh viện sẽ bố trí việc phù hợp nhất với sức khỏe của bác sĩ Hoàng Minh Lý. Bác sĩ Lý có thể được sắp xếp đảm nhiệm công việc giảng dạy, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học. Khi chưa xảy ra tai nạn, bác sĩ Lý làm việc tại khoa xạ, được đánh giá là có chuyên môn và tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm. Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào tối ngày 20 tháng 4, bác sĩ Lý, 29 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Cô đã cùng bạn bè đi uống cà phê tại phố Thái Hà. Lúc đó trời đổ cơn dông, một tấm kính từ tầng 2 của tòa nhà đã đổ sập xuống người của cô. Bác sĩ Hoàng Minh Lý được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng vỡ nhiều thần đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn, gây chấn thương ngực kín, tràn máu khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2. Cũng liên quan đến sự việc trên, vào ngày 9 tháng 5, The Coffee House cũng đã chính thức lên tiếng. Đại diện The Coffee House cho biết, tối ngày 20 tháng 4, Hà Nội có xuất hiện dông lốc kèm mưa đá, gây vỡ kính tại tòa nhà Viettel World, nơi The Coffee House đang thuê mở địa điểm kinh doanh. Sự việc khiến 3 khách hàng và 4 nhân viên bị thương. Đại diện doanh nghiệp cho biết, ngay khi sự cố xảy ra, The Coffee House đã ngay lập tức đưa người bị thương vào bệnh viện để chữa trị và chi trả trước toàn bộ viện phí sinh hoạt trong đợt đầu. Cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc 21 giờ cùng ngày. Sau đó, cửa hàng đã ra thông báo với ban quản lý tòa nhà Viettel World trình báo cơ quan công an. Đối với trường hợp của chị Hoàng Minh Lý là trường hợp bị thương nặng, đang phải tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ và có nhiều ca mổ sau đó. Phía đại diện The Coffee House cũng thường xuyên thăm hỏi và cập nhật tình hình sức khỏe. Vị này cho hay, chúng tôi đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi. Bên cạnh đó, The Coffee House cũng đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với ban quản lý tòa nhà và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ mỗi bên. Tai nạn tại The Coffee House xảy ra khi nữ bác sĩ tiếp nhận công việc chưa được bao lâu. Hoàn cảnh gia đình của chị rất khó khăn. Mẹ của bác sĩ Hoàng Minh Lý đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện ca. Ông Thành, bố bác sĩ Lý cho biết, ngoài việc phải chăm sóc con gái, vợ ông, mẹ Lý cũng đang phải điều trị ung thư tại bệnh viện ca. Sau 6 lần điều trị, đúng thời điểm này, mẹ của Lý được bệnh viện sắp xếp mổ nên ông Thành vừa chăm vợ vừa chăm con. Ông Thành chia sẻ rằng, gia đình neo người, ngoài Lý, còn đứa em trai đã đi làm. Một lúc xảy ra nhiều việc, tôi phải chạy đi chạy lại hai bệnh viện. Những ngày gần đây đã nhờ được người chăm sóc cho vợ. Ông tâm sự, con gái tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội khóa năm 2013 đến năm 2019, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư khóa 2019 đến năm 2022. Hiện tại, bác sĩ Lý đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Lý mới đi làm được một năm thì gặp họa. Kể về sự việc, người cha nhớ lại diễn biến của con gái nói chuyện qua cuộc điện thoại lạ ban đầu. Ông không tin vào tai mình. Người cha nói, hôm đó là ngày 20 tháng 4, khoảng 21 giờ 45 phút. Gia đình đang chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ có số điện thoại lạ gọi. Bố ơi, con bị thương nặng lắm, con sắp hôn mê rồi. Bố sắp xếp ra Hà Nội giúp con. Khi đó tôi còn tưởng con gái nói đùa. Ông Thành chia sẻ thêm, chân tay tôi bùn rùn, hụt hẫng khi nghe con thông báo với giọng yếu ớt là mình được bạn đưa ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để cấp cứu. Lập tức, gia đình tôi khăn gói ra Hà Nội để lo việc.
Ông Thành cho biết thêm, khi ra đến Hà Nội là 5 giờ sáng ngày 21 tháng 4. Gia đình vào tới khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì con gái đã hôn mê. Người cha nói thêm, sự việc không may xảy ra đúng lúc trời mưa gió. Con gái bị tấm kính rơi trúng người. Phía tòa nhà và chủ quán cà phê cũng đã phối hợp đưa bác sĩ Lý đi bệnh viện. Ông Thành tâm sự. Họ cũng thiện chí giải quyết vụ việc. Hôm con gái mổ, họ có mang chút quà đến để hỏi thăm. Nhưng trước mắt, các bác sĩ đang cấp cứu cho con gái, nên gia đình tôi đang rất bối rối và các bạn đồng nghiệp của Lý cũng đang chăm lo. Được biết, bác sĩ Hoàng Minh Lý sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Gia đình hiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi bố làm bộ đội công tác xa nhà. Mẹ mắc ung thư máu, tiên lượng nặng, hiện tại đang điều trị tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Gia đình đang phải xoay sở các khoản viện phí trong quá trình điều trị kéo dài của Lý và mẹ. Liên quan đến sự việc, bà Phan Bảo Thi, đại diện truyền thông của The Coffee House thông tin, công ty và gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý đã thỏa thuận về phương án giải quyết vụ việc xảy ra tại The Coffee House số 1 Thái Hà, Hà Nội. Cách đây một tháng, bác sĩ Lý công tác tại bệnh viện ca Hà Nội bị tấm kính ở quán cà phê đổ ở trên người. Theo đó, The Coffee House đưa ra đề xuất về chi phí điều trị tại bệnh viện trong thời gian qua và trong tương lai cũng như việc chăm sóc, phục hồi chức năng lâu dài cho bác sĩ Lý. Gia đình bác sĩ Lý và The Coffee House không công khai thông tin về số tiền. Theo bà Thi, The Coffee House trao đổi với gia đình trên tình trạng của bác sĩ Lý là khách hàng của The Coffee House gặp sự cố tại quán. Từ ngày 20 tháng 4 đến nay, The Coffee House không né tránh trách nhiệm và đã nỗ lực đưa ra hướng giải quyết để thỏa đáng cho khách hàng của mình. Tại buổi gặp gỡ vào ngày 19 tháng 5, đại diện gia đình bác sĩ Lý cũng đã ghi nhận lời xin lỗi của The Coffee House. Đến nay, hai bên đã hoàn tất trao đổi, thống nhất được phương án giải quyết, nên gia đình và The Coffee House cũng mong muốn khép sự việc tại đây. Ông Hoàng Văn Thành, bố của bác sĩ Lý đã xác nhận thông tin trên. Trong suốt thời gian qua, bác sĩ Lý nhận được sự sẻ chia hỗ trợ của cộng đồng, đồng nghiệp, bạn bè nên gia đình rất cảm kích. Tuy nhiên, ông Thành lo lắng tâm trạng của con không được tốt khi thấy quá nhiều người quan tâm tới sự việc của mình. Dự kiến khi xuất viện, bác sĩ Lý sẽ được tập phục hồi chức năng theo phác đồ của bác sĩ chỉ định. Cũng ngay sau khi xảy ra sự việc, phía đại diện The Coffee House đã có đăng bài phản hồi về sự cố trên. Theo đó, trận dòng lốc kèm mưa đá vào ngày 20 tháng 4 đã làm vỡ kính tại tòa nhà Viettel World, nơi The Coffee House thuê để mở địa điểm kinh doanh. Sự cố khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương. Thông tin cho hay, ngay sau khi sự cố xảy ra, The Coffee House đã ngay lập tức đưa người bị thương vào bệnh viện để điều trị, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà Viettel World, bên cho thuê và vận hành tòa nhà xác định thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ. Thế nhưng, ngay sau khi đơn vị này đăng tải thông tin phản hồi, thì ngay lập tức nhận được phản ứng khá tiêu cực và cực gay gắt đối với The Coffee House. Rất nhiều người vào comment cũng như bình luận trái chiều về những thông tin đơn vị này đăng tải. Nhiều người cho rằng và đặt câu hỏi với The Coffee House. Một số comment, tôi muốn hỏi rằng tại sao đến hôm nay, chính xác là sau 19 ngày The Coffee House mới có bài đăng về sự việc, nói lấy làm tiếc. Hay do không thể bị từ miệng truyền thông và hôm nay nhiều người quyết liệt gay gắt lên án về việc im lặng của các bạn thì các bạn mới lên tiếng. Hay như một số người lại comment rằng, căn cứ vào đâu mà The Coffee House lại xác định và tuyên bố vụ tai nạn là do sự cố thiên tai. Các bạn có cần đọc lại khái niệm về sự cố thiên tai hay bất khả kháng là như thế nào không? Một bạn khác lại bình luận rằng, trong bài phản hồi của mình, tại sao không thấy câu nào The Coffee House xác nhận chịu trách nhiệm của mình mà liên tục dùng từ hỗ trợ? Xin hỏi, đến thời điểm hiện tại The Coffee House là nơi xảy ra vụ tai nạn hay The Coffee House là nhà từ thiện? Ở cuối bài đăng các bạn viết, The Coffee House lấy làm tiếc với trường hợp của khách hàng và chân thành chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị. Xin hỏi, The Coffee House viết câu này với mục đích gì? Tại sao không phải là chúng tôi xin lỗi mà lại viết rất lấy làm tiếc? Và cuối cùng, rất nhiều người muốn hỏi tại sao trong bài đăng này các bạn không nói rõ tình trạng sức khỏe của người bị nạn vào thời điểm hiện tại là như thế nào? Nhiều comment tiêu cực đã vào bùng nổ tại The Coffee House. Từ câu hỏi trên, dưới góc độ xử lý khủng hoảng truyền thông, nhiều người đã cho rằng The Coffee House đã xử lý khủng hoảng truyền thông sai chỗ. Cái sai thứ nhất của The Coffee House đó là đã công bố sự việc, công bố thông tin quá muộn. Trên thực tế, không hiểu lý do gì mà tận 19 ngày sau khi sự việc xảy ra thì The Coffee House mới lên bài phản hồi thông tin. Sai thứ hai của The Coffee House, cho dù khách hàng gặp tai nạn là do sự cố không mong muốn, nhưng The Coffee House không hề có câu nào nhận là một phần trách nhiệm có thuộc về mình. Trong khi đó, khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại quán cà phê của The Coffee House. Lẽ ra, thương hiệu cà phê này nên khẳng định rằng họ sẽ chịu trách nhiệm và cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm.
đó là phạm vi thuộc về mình. Tuy nhiên The Coffee House đã không làm như thế, họ chỉ dùng từ hỗ trợ, và cụm từ này khiến rất nhiều người hiểu lầm rằng The Coffee House chỉ đang hỗ trợ một người bị tai nạn bình thường, chứ không phải chịu trách nhiệm trước hành vi của họ. The Coffee House đã quá kiệm lời xin lỗi. Trong bài phản hồi khá dài về truyền tải nhiều thông tin, tuy nhiên The Coffee House không có bất kỳ một câu xin lỗi nào sau khi sự việc đau lòng xảy ra tại quán cà phê của họ. Trong thông tin phản hồi của mình, The Coffee House cũng cho biết, họ luôn cử người túc trực tại bệnh viện từ hôm đó tới nay, cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ ban đầu như đóng viện phí, đề xuất phương án hỗ trợ gia đình. Điều đó là rất đúng, khen cho The Coffee House. Thế nhưng, giá như họ có câu, chúng tôi xin lỗi vì sự việc này đã xảy ra tại quán. Dù nguyên nhân không phải do chúng tôi, nhưng sự việc khiến chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Giá như mà đội ngũ cố vấn truyền thông của The Coffee House, họ biết tư vấn chỉnh chu hơn, thì có lẽ dư luận đã không gây bức xúc và gay gắt tấn công vào phía The Coffee House như vậy. Thế mới nói, trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông, nội dung thông cáo báo chí hoặc thông tin phản hồi đều phải thật kỹ lưỡng và thận trọng. Không phải chỉ thích nói gì thì nói, đôi khi chỉ một chút sai sót nhỏ thôi cũng có thể đưa doanh nghiệp vào bờ vực của khủng hoảng truyền thông cao độ.